chờ đợi hay buông tay, họ có suy nghĩ gì về chuyện này? Bởi vì sự chia cách và ngắt kết nối giữa hai bạn, do đó chúng ta không biết được họ đang suy nghĩ gì về chuyện này. Sau khi mình đã trải bài cho các bạn về thông điệp chờ đợi hay buông tay, và trải bài ở bên dưới phần bình luận, đó chính là thông điệp của vũ trụ về vấn đề bạn nên buông tay hoặc chờ đợi, thì đây là trải bài nói lên tâm tư của họ về vấn đề này. Đầu tiên chúng ta có được lá bài: tôi thực sự biết tôi chỉ là một cái người thay thế cho nỗi đau mà của bạn đang gánh chịu. Trong chuyện tình cảm của hai người thì cái người này họ cảm thấy họ đang bị bạn lợi dụng để cho bạn vơi đi cái nỗi đau của cuộc chia tay trước, tức là họ chỉ là vật thế thân mà thôi. Đây có dấu hiệu bạn với họ đến với nhau là bạn đang chưa có phục hồi sẵn sau những cái tổn thương trước với người yêu cũ. Bởi vì khi mà hai người gặp nhau, bạn vẫn còn vết thương lòng rất là nhiều với người xưa luôn. Có thể cái mối quan hệ trước kia của bạn trước khi quen cái người này không có lành mạnh, gây ra tổn thương cho cả hai bên. Đặc biệt cả bạn và người đó cũng không có dứt khoát, lý do cũng chưa biết tại sao. Do đó bạn đang ôm một cái nỗi đau ở trong lòng mình, và bạn gặp cái người này và họ dường như đã yêu bạn quá sớm mà, trong khi bạn thì còn vẫn dấn vương với người yêu cũ. Có vẻ như bạn còn cay đắng vì người yêu cũ dữ lắm, nhưng họ cảm thấy rằng bạn không có tập trung vào tình yêu của bạn và họ. Họ thấy là bạn cứ bị nhớ về những chuyện xưa, bạn tránh nói về tương lai hoặc lập kế hoạch tình yêu với họ. Và bạn có cảm thấy là bạn phản ứng tức giận nếu như họ có gì nói đến người yêu cũ hay nói bạn không đúng trong vấn đề khi xưa, thì bạn lại có cảm xúc là tức giận, nổi nóng với họ. Đây là một cái điều mà bạn đã làm sai rất là nhiều trong cái tình huống đó. Nếu bạn là cái người có những cái năng lượng như vậy á, thì mong là các bạn hãy xem xét lại. Mình phải chữa lành bản thân mình trước, trước khi bạn đến với ai, tại vì mình chưa có hết yêu cái người kia. Mình đến với cái người tiếp theo, tội nghiệp đã lắm các bạn. Người ta có tội tình gì mà người ta phải là cái bia hứng đạn cho các bạn, để cho bạn trút hết buồn vui hờn tuổi. Họ có làm 1000 điều chăng nữa thì bạn cũng vẫn thấy họ không có hài lòng. Từ đó bạn lại đâm ra bạn cáo gắt với người ta, rồi cuối cùng người ta đi, bạn lại thấy tiếc nuối. Bạn thấy ủa sao để người ta đi uổng vậy, bây giờ lại bạn muốn người ta quay về. Nên cái trải bài này nó hợp với cái trải bài đầu kinh khủng khiếp, tức là các bạn phải liêm chính nội tâm, thành thật nhất là mình có sai trong vấn đề này không, để mình đánh giá thật con người thật của bạn là ai và họ là ai. Chứ đừng có nhìn vào cái mặt tiêu cực người ta. Có thấy cái thời kỳ đó chính họ đã giúp bạn thoát ra khỏi cái thời kỳ khó khăn, quên người yêu cũ không? Thay vì lúc đó bạn hãy nói là bạn rất vui khi mà người đó ở bên cạnh mình, khi mà bạn quen người này bạn hy vọng hạnh phúc sẽ tốt hơn, chứ không phải là bạn cáo gắt với họ để cho bạn tổn thương hồi xưa, ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Tiếp theo sẽ là một cái thông điệp mà họ muốn gửi đến các bạn về chờ đợi hay buông bỏ. Thì ở đây mình sẽ lấy ra ngẫu nhiên và kết nối năng lượng với các bạn và họ nha. Xin nghĩ về họ, và đây là trả lời của họ nè. Họ nói là: tôi rất hối hận vì đã lừa dối bạn. Thật sự ra cái việc mà nói dối á, nó là một cái hành vi, nó hủy hoại cái lòng tin và sự thân mật của mối quan hệ. Có rất nhiều lý do để khiến cho họ phải nói dối với các bạn. Chẳng hạn như họ muốn tránh xung đột, họ muốn bảo vệ cảm xúc, hoặc tìm kiếm che giấu cái điều gì đó mà khiến cho họ xấu hổ. Tuy nhiên mà cái việc nói dối này nó gây phản tác dụng và gây ra vấn đề lớn hơn mà không được giải quyết. Nó tạo ra khoảng cách giữa bạn và họ, khiến cho bạn quán giận, bất an và nghi ngờ trong mối quan hệ này. Nó khiến cho bạn bị tổn thương rất là nhiều. Mà cái người nói dối chính là họ, họ cũng cảm thấy tội lỗi nữa. Do đó họ bị mắc kẹt ở giữa lừa dối với chính mình và lừa dối luôn cả bạn. Như mình kể trong trải bài lúc trước, họ mang một năng lượng của vua, do đó họ giấu cảm xúc họ dữ lắm các bạn. Nhiều khi họ muốn nói cọc lóc và cọc cằn, họ ẩn sâu bên trong họ là cái cảm xúc rất là dồi dào. Do đó nếu như mà có thể, bạn hãy nên một lần mình xuống nước, mình trò chuyện với họ để xem cái tâm tư, nỗi niềm của họ là cái gì. Một khi mà bạn biết xuống nước, bạn hiểu được rằng là bạn muốn là cả hai bên không có tổn thương nữa, bởi vì hai người đã từng yêu nhau. Đối với bản thân của mình,
mình lúc nào cũng xem cái người yêu của mình hơn bạn của mình hết. Tại vì họ phải hơn bạn mình thì mình mới yêu người ta chứ. Tại sao khi chia tay các bạn chỉ nhìn vào cái xấu của họ mà các bạn không nhìn vào cái tốt họ đã vun đắp tình cảm như thế nào? Đối với mình, khi chia tay người yêu thì mình và người yêu của mình vẫn là tri kỷ, vẫn là bạn, vẫn nói chuyện bình thường, không có sao hết. Cái này các bạn phải nên xây dựng một tình yêu trên một tình bạn tri kỷ thật sự. Thật ra cái việc này cũng dễ dàng lắm. Nếu như cái người này họ chịu xuống nước, họ chân viết lá thư, họ nói là họ muốn nói chuyện với bạn, ước gì họ cảm thấy là họ có thành thật hơn chính mình, họ muốn cởi mở và minh bạch hết tất cả mọi thứ, khiến cho cả hai bị không còn che giấu cảm xúc nữa, thì đây là cái lúc mà bạn và họ cần cái sự kiên nhẫn. Nếu như hai bạn cảm thấy rằng mình còn yêu nhau và đáng tin cậy và hai người có thể đến với nhau, thực sự là cái năng lượng của trả bài trước đó, hai người hợp với nhau dữ lắm các bạn. Và sau đây mình lấy thêm một cái thông điệp nữa họ muốn gửi với các bạn là gì, để mình biết tâm tư của họ về vấn đề chờ đợi hay buông bỏ. Thì ở đây chúng ta có lá bài là: tôi đã bắt đầu hiểu hơn về mối liên hệ giữa tôi và bạn rồi. Thực sự họ đã hiểu được cảm xúc của bạn. Cái lúc mà hai người chia tay, họ đã nghĩ về cái mối quan hệ của hai người rất là nhiều. Khi mà hồi xưa hai bạn bị bất đồng ngôn ngữ do hai bạn không có chịu mà tiếp xúc, cũng như mình ngồi lại mình suy nghĩ về những cái chuyện đã xảy ra, thì đây là lúc họ đã có thời gian tĩnh tâm và nghĩ lại tất cả những gì mà cái mối quan hệ của hai bạn, cái gì nó giúp cho hai bạn có thể gắn kết lại với nhau và cái gì khiến cho hai bạn rời xa. Bởi vì khi mà họ cảm thấy, họ hướng về cái bên trong, họ cảm thấy cái những cái dấu hiệu bản thân họ đã bỏ lỡ, không biết quan tâm với các bạn, thì đây là lúc họ cảm thấy mình nên suy nghĩ về cái vấn đề này. Một lúc nào đó họ cảm thấy là bạn đã hy sinh như thế nào, và bạn cũng đã suy nghĩ tại sao họ đã hy sinh như thế nào trong mối quan hệ cả hai. Mà lúc đó hai người cũng không có biết được là mình rất là tốt với nhau, rất là xứng với nhau. Bởi vì bạn cứ mãi mê đau khổ cái chuyện cũ, rồi người này thì cứ mãi mê, cứ sống và làm việc cũng như là không nói, khiến cho tình cảm hai bạn xa rời nhau. Thật ra cái sai lầm của tất cả các cặp đôi là gì? Các bạn không có sự giao tiếp về mặt cảm xúc. Các bạn bị lôi cuốn về mặt thể xác không à? Các bạn không có kết nối cái phần đầu, cái phần tâm linh, mà các bạn cứ kết nối cái phần dưới không à? Cái phần này là rất là sai lầm. Mà chính cái điều mà không kết nối cái phần đầu, cái phần tâm linh, trí tuệ, khiến cho các bạn chia tay nhau thôi. Bây giờ sau này cái gì cũng vậy, mình phải đáp ứng về mặt cảm xúc, phải đáp ứng về sự giao tiếp, đàm phán. Bởi vì đây là cái lúc bạn thấy cái điều quan trọng nhất trong vấn đề, ngoài cái thể chất, cơ thể ra, chúng ta còn về mặt cảm xúc và tinh thần nữa. Nếu như các bạn không có kết nối về mặt tinh thần và cảm xúc, thì làm sao bạn có thể ở bên cạnh người này lâu dài được. Cái về cơ thể, thể xác chỉ một thời gian là hết rồi các bạn. Cái mặt tinh thần nó mới là cái điều quan trọng nhất. Giao tiếp là cái chìa khóa mở cửa cho hạnh phúc của cả hai. Và qua đây cũng chia sẻ các bạn á, các bạn phải quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của nhau. Hai bạn cũng muốn cùng nhau được hạnh phúc và viên mãn. Phải ủng hộ những mục tiêu và ước mơ của nhau. Phải tôn trọng cái ranh giới và sở thích của nhau luôn. Phải biết phát triển, phải biết kinh nghiệm chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Cái gì cũng nói với nhau được hết á. Thật sự đó mới là cái mà những người yêu phải cần làm. Có thể nói chuyện với nhau, phát triển những thói quen lành mạnh cùng với nhau, nhất quán, tin cậy trong giao tiếp. Nó là một trong những dấu hiệu, nó là mối quan hệ thật sự là lành mạnh. Còn các bạn không có thì coi như là các bạn không lành mạnh nha. Bây giờ là các cách nói rồi, buông bỏ hình như là họ đã buông rồi. Giờ mình hỏi câu hỏi là họ có chờ đợi bạn hay không ha. Thì xin kết nối năng lượng, câu trả lời là họ cần cái thời gian cho bản thân của họ. Đây là một cái câu trả lời không dứt khoát các bạn. Nó phụ thuộc vào cái ý nghĩa giữa bạn và họ rất là nhiều. Việc mà họ cần thời gian để tập trung vào bản thân, cho những nhu cầu của riêng mình đó, có thể là họ cảm thấy chóng váng, căng thẳng và kiệt sức bởi những cái đòi hỏi trong mối quan hệ, khiến cho họ mệt quá rồi. Bây giờ họ cần là cần nạp năng lượng của họ lại. Họ muốn kết nối lại với những đam mê, theo đuổi những mục tiêu của mình. Họ cần cái thời gian để họ tìm ra những gì mà họ muốn từ mối quan hệ của bạn và họ. Khi mà họ cảm thấy chắc chắn rồi, không có mâu thuẫn, cũng như không có phải là cố lòng hài lòng bạn hoài á, thì đã lúc họ sẽ đánh giá là cảm xúc
cũng như kỳ vọng của họ ở mối quan hệ này như thế nào. Nhưng mà họ cần cái thời gian để giải quyết một số vấn đề cho chính bản thân họ. Có thể là họ cảm thấy bất an và sợ hãi với một điều gì đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai bạn. Hoặc là họ muốn hàn gắn lại mối quan hệ, họ cần phải họ phát triển bản thân mình hơn. Còn hơn là trong mối quan hệ mà họ cảm thấy ngột ngạt, chán nản và bực bội. Đơn giản là bây giờ họ cần thời gian để họ đánh giá lại mối quan hệ, cũng như họ sẽ thấy được hướng đi cho mối quan hệ của hai bạn như thế nào. Nhưng mà bạn mong đợi điều gì? Quan trọng là bạn lắng nghe câu trả lời của họ. Bạn phải không phán xét mới được, không được ngắt lời, cũng không tranh luận luôn. Cố gắng mình hiểu cái quan điểm của người này như thế nào và tôn trọng cảm xúc của chính họ nha các bạn. Ở đây mình không có cấm các bạn phải nói chuyện ra, bạn có quyền bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của mình. Nhưng mà phải nói thế nào cho nó nhẹ nhàng, cho nó ái ngữ, biết lắng nghe. Trời ơi, không ai muốn ở gần một cái người mà phán xét mà tối ngày cứ sừng đâu các bạn ơi. Không hề ai muốn vậy hết á. Bây giờ bạn hãy biết là mình cần gì và muốn gì ở mối quan hệ này. Bạn có sẵn sàng để làm lại hay không? Đây là một trong những cái thương vụ để hai bạn thỏa thuận lại với nhau. Thực sự họ đang 50-50 và bạn cũng 50-50 luôn á. Cách tốt nhất là hai bạn phải giao tiếp thật trực tiếp với nhau một cách trung thực và tôn trọng nhất, đồng thời cố gắng tìm giải pháp chung cho cả hai, phù hợp cho cả hai, chứ không phải là cho bạn mà cũng không phải cho người ta luôn. Tình yêu là phải có sự cho và nhận, tạo giá trị và yêu thương lẫn nhau nha các bạn. Giờ đây cuối cùng họ muốn gì đây ta? Mình xin lấy một cái thông điệp nữa. Ồ, ý nghĩa gì là ý nghĩa gì đây ta? Xin một lá bài cho cái thông điệp này. Họ nói là bạn muốn mình làm cái gì nữa bây giờ? Một câu trả lời rất là mắc cười. Theo mình đây là một cái câu hỏi rất là dễ thương luôn các bạn. Nó vừa giận dữ, vừa thất vọng, mà vừa yêu thương, mà vừa tò mò, vừa thích thú. Nó dễ thương gì đâu á. Thực sự đây là cũng một cách để bắt đầu cuộc trò chuyện và làm rõ những cái xung đột kỳ vọng của cả hai. Bạn muốn gì ở tôi? Khi mà họ hỏi bạn câu này, tức là họ thực sự quan tâm đến những gì làm cho bạn được hạnh phúc, những gì mà bạn muốn trong cái mối quan hệ này. Thật sự cái người này dễ thương quá. Và họ muốn là liệu xem họ có thể làm được cái điều đó không? Hai mình có hợp nhau không? Để chúng ta có thể đáp ứng và đến với nhau một lần nữa hay không? Cái họ muốn biết là bạn đang mong đợi gì ở họ trong cái mối quan hệ này. Bởi vì trước khi có thể là bạn chưa có thực sự là quan tâm, yêu thương, bạn bỏ rơi người ta. Bây giờ họ muốn là bạn phải làm rõ cái ràng cảm xúc trung thực nhất, mục tiêu và ranh giới giữa bạn và họ trong mối quan hệ này ra sao. Có thể bạn cảm thấy khó chịu bởi vì cái sự hiện diện hay lời nói của họ hồi xưa. Nhưng tại cái người này họ kiệm lời các bạn, chứ không phải là họ không biết nó là cảm xúc của mình. Tại vì bạn không có hỏi, bạn lắng áp quá nhiều khi họ không biết phải làm sao thôi. Có dấu hiệu là khi xưa hình như bạn quen người này, bạn ăn hiếp người ta quá. Họ cảm thấy họ bị ấm ức và tức giận bởi những cái yêu cầu các bạn. Bây giờ bạn suy xét liêm chính nội tâm đi, coi ai loại trừ lẫn nhau. Trời ơi, tình yêu mà loại trừ, đè đầu cởi cổ thì không có được rồi các bạn ơi. Tình yêu thương yêu năng như hoa, nứng như trứng mới được. Còn vậy còn chưa xong, còn mất lên mất xuống, huống hồ chi mà tranh cãi tranh luận đúng sai, còn chia tay sớm bạo nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xin thông điệp của vũ trụ gửi một cái thông điệp cho mối quan hệ này là gì. Xin kết nối với năng lượng của vũ trụ, xin gửi thông điệp cho cặp này là gì, cho mối quan hệ này là gì. Xin lấy ngẫu nhiên, ở đây chúng ta có patience, sự đam mê. Trời ơi hay quá vậy. Thông điệp của vũ trụ muốn các bạn là phải cho phép tâm hồn và trái tim của mình phải vui với niềm vui của tình yêu. Tức là các bạn phải thể hiện con người thật của mình ra, niềm đam mê cũng như mục đích của bạn đối với tình yêu này là gì, trong cuộc sống này là gì. Bởi vì khi bạn làm những điều mà khiến cho bạn hạnh phúc và thỏa mãn thì bạn mới kết nối với phần trí tuệ bên trong của các bạn. Đây là sức mạnh nhất để bạn có thể thương yêu chính bạn, và từ đó bạn mới có thể thương yêu người khác được. Một khi bạn tìm hiểu và theo đuổi đam mê của chính bạn, khám phá ra những việc gì bạn làm bạn thích, bạn giỏi, bạn tạo ra sự khác biệt và tích cực cho thế giới này. Đây là lúc bạn biết thể hiện sự yêu thương, lòng biết ơn, sự lạc quan, thay vì sống với tổn thương bởi những cái vòng lặp trong quá khứ, cứ đau khổ hết người này tới người khác, bởi vì mình cứ dính cái người cũ hoài, bước vô chân người mới, mà không hề chữa lành cho bản thân của mình.
đây là lúc mà các bạn phải nhận ra cái cơ hội, khả năng mình phải trở nên sống khác đi. Hãy tìm thấy những điều tốt đẹp ở chính mình, ở những người khác. Bởi vì chúng ta phải sống thật sự là chánh niệm. Khi mà chúng ta tự chú tâm ở hiện tại, tức là mình quen ai, mình chú tâm vô người đó. Đừng có suy nghĩ về quá khứ, đừng có suy nghĩ về tương lai. Không phán xét, không chống đối, không có đúng sai. Chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình. Hít thở thật sâu và bình tĩnh. Khi đó bạn sẽ nuôi dưỡng được tinh thần của mình. Đó là lúc bạn sẽ đạt được ngưỡng cao nhất là yêu bản thân. Từ đó chấp nhận con người thật của bạn. Và bạn sẽ yêu được họ sau này nếu như bạn muốn kết nối lại với người này. Tóm lại trải bài này, mong các bạn sẽ kết nối lại với người này. Sự giao tiếp sẽ giúp cho cả hai có thể đến lại với nhau nếu như bạn muốn chờ đợi. Còn buông bỏ cũng tùy bạn luôn, tại vì nó thuộc về cái phần bên bạn rất là nhiều. Khi bạn tìm được hạnh phúc chân thực ở chính mình, lúc đó bạn biết hạnh phúc là như thế nào, thì có nghĩa là bạn sẽ hòa hợp với bản thân của bạn, người khác và cả họ nữa. Đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về trải bài này. Một trải bài quá dài luôn các bạn ơi.